Thì mày làm sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Vỏ á, bẹt ngang gì cái nó quen rồi. Trời ơi, ghê vậy hả? Dạ. Khép cũng được mà, em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn quen rồi chị. Em casting ở đây nè. Thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em, chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ? Nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. Không, 100% em là nữ. Cái thưa quý vị, vâng. Từ nha, hết chưa, từ từ. Từ từ, nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Em hả, em sợ nhất là cây kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Minh Thư. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho, chuyên xuất khẩu ba lô, túi xách cho chị, ở Tân Bình luôn chị. Rồi quê em ở đâu? Em thì ở Bình Thuận. Rồi, bên kia giới thiệu đi em. À, em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi. Em hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một ngân hàng. Sinh ra lớn lên làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn. Có ăn chơi nữa hả? Dạ có, vì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị Cát Tường. À, Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thể thao. Môn gì chơi giỏi nhất? Võ. Thôi, hôm nay chị có nói hớ gì em nhớ nhường chị chút nha. Dạ không sao, em chỉ là vận động viên thôi chị. Em mới học võ, em đọc, em tới đai gì rồi? Dạ đai đen hai đẳng anh. Trời ơi, bên kia có sợ không? À không chị ơi, em cũng đen hai đẳng rồi chị. Ủa không sao đâu anh, em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu. Mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi. Cũng được. Về những cái ưu điểm của em là gì? Em hòa đồng, rất là dễ nhập cuộc. Bất cứ cuộc chơi nào cũng nhập được. Trời ơi, lũ em đi rồi thấy nguyên cái đám tôi đang nói lộn nhà. Chưa xong, chưa xong. Em nhập cuộc được nhưng mà em có lựa chọn cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý, mà hợp tình thì mình chơi được. Còn những cái nào mà mình thấy nó không trái phái quá thì mình... Đúng rồi, chứ thấy gì dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á. Thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó là sao. anh ơi, anh có thương chó không? Có em nhà anh có nuôi con chó em ơi. Mấy con gì anh? Một con là em ơi. À em tới 4 con lận. Giống như lên đây khoe vậy đó. Khoe vỏ rồi. Dạ, khoe chiến chó. Tích chứ chị. Em còn cái ưu điểm đó là em không hút thuốc. Được được, cái này em thích nè. Còn khuyết điểm của em á là em thường xuyên cuối tuần hay đi nhậu. Nhậu thì bình thường nhưng mà có xỉn không anh? Tới mức nào đó thấy trống trống mặt rồi đi ngủ em ơi. Ok, nhưng mà thường thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ á em đọc sướng lắm. Em không sống ác được. À, ví dụ như anh sống hiền là anh sống làm sao anh? Mình không làm những chuyện mà hại người, hại đời. Ưu điểm của em gái là gì? Em mạnh nhất là về thể thao thôi. Và đó cũng là cái sở thích của em. Rồi, khuyết điểm. Cho nó hết ưu điểm đi chị. Dạ, em nói tại vì em nói thể thao thôi. Dạ, nhiều lắm nhìn vậy chứ. Giỏi lắm. Nấu ăn cũng được. Việc gì con trai làm được em cũng làm được luôn. Còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng may em cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đập thôi à. Đó là bởi vậy. Thôi thì hỏi nè, em biết nguyên nhân tại sao em bị ế không? Men quá. Thì bớt men lại đi, thùy mị chút đi. Thùy mị làm sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Vỏ á, bẹt ngang gì cái nó quen rồi. Trời ơi ghê vậy hả? Khép cũng được mà, em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn quen rồi chị. Lâu rồi đi thử rút chị coi, nãy đi sau lưng chị đâu có thấy. Tại vì em không hiểu Sài Gòn Chợ Lớn là sao. Đi 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 thử. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Ghê chưa? Bẻ tay anh qua anh coi, ta bẻ tay. Tay coi, dễ thương thiệt. Thử coi. Không, bình thường á là em đi rất là bình thường vậy. Nhưng mà khi mà thấy mấy bạn nam thì em bị liếu cái em đi vậy. Bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác. Dễ thương, vui. Bên nó cao không? Bên nó cũng hơi cao. Em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Như sói ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có sói ca. Đúng. Bởi vì không có thằng nào mà tứ đổ tượng nó không đụng hết trơn. Mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy. Nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được, rất là ok. Với lại em ghét nhất là gì anh biết không? Với lại đừng có để móng tay móng chân, em ghét lắm. Móng tay móng chân cũng đẹp mà. Không, con trai mà ai mà để móng tay. Để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn. Không, con trai để móng tay nó hay gì chứ, mặt mặt dữ lắm. Với lại em thích đường đinh là đầu cao cao, nhìn nó men. À, vậy không? Em quá men thật. Cái tại người mà em thích á, là phải cực kỳ men. Lúc mà em lên em cắt xe á, em xin lỗi em casting ở đây nè. Thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em, chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ? Nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. Không, 100% em là nữ. Cái thưa quý vị, vâng. Hứa nha. Dạ hứa, móc quéo luôn nè. À, móc quéo luôn.
Hồng mặt dễ thương. Ây da, bà Mai hôm nay hoang mang quá. Qua coi đàn trai coi sao đi. À vậy. Trời ơi, nếu bên đây tấn công là mình thủ thôi hả? Không, chơi luôn chị. Chơi luôn hả? Trời ơi, anh ơi, em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được. Nè, em muốn kiểu nào em kiểu em. Anh phải ghim em lại, em ơi đừng đánh anh thương em gì, đủ các kiểu, tự nhiên anh quýnh em rồi. Em xung máy quýnh lại anh sao? Phải ngăn chặn từ đầu em ơi. Ngăn chặn bằng cách nào? Thì anh có cách của anh mà. Cách nào nói nghe đi. Thôi để tôi đi về đã. Bữa nay là quá khích rồi hả? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Có cá tính như bạn này thì được. Trời ơi, khoái cái gì hả? Ủa là nãy giờ là khoái đó hả? Dạ, đang khoái. Đang khoái? Dạ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái em không? Em không thích người bạn gái là quá chanh chua và đánh đá và quá sống dựa vào người khác. Cái đó là bề ngoài thôi, chắc là em hiền khô hà. Với lại em thích mỗi người bạn gái là mỗi thứ đều có làm đúng nơi đúng chỗ, trang điểm đúng nơi đúng chỗ, ăn mặc hở hang thì cũng đúng nơi đúng chỗ. Anh ơi, em kính từ đầu đến đuôi luôn á, tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh. Trai này khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn? Khó là chơi luôn chị. Em sở trường của em là cái ăn với ca khó. Rồi, hết biết hỏi gì luôn rồi đó. Cưới nhau về ở đâu? Nhà cửa có sẵn rồi chị. Ờ, có làm dâu không em? Vậy là về làm dâu phải không? Về làm dâu chị. Dạ, không biết được không mà khó quá. Thôi để chị về đi, mệt quá. Làm dâu được không cô nương? Em không có câu nệ về việc làm dâu hay không làm dâu, bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau. Nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi, tối nhiều khi ta coi em đánh phim đó. Em đánh đấm mạnh quá cũng mệt lắm. Không, nhẹ em thôi. Nhẹ xoa thôi. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với ai? Em đi với chị họ em và em gái ruột của em. Em ruột hả? Dạ. Trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy. Em chào chị, em chào anh. Em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương, anh hiền nữa. Em với là chị em thì là hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi. Giống như trắng với đen vậy. Đúng rồi, sao anh biết tên của em vậy? Em tên là bé Đen. Chị em tên Đen, còn em tên Trắng. Thiệt luôn á hả? Thôi thôi. Em thấy chị em có quýnh anh nào chưa? Chị em cá tính vậy thôi chứ không có đụng tay đụng chân gì. Hiền khô hả? Nhà em có cái quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau. Thì em mong anh là dớt giùm chứ cộng thôi tụi em làm như cô hết luôn. Ở nhà. Ờ, cảm ơn em. Em trai đi với ai? À, em đi với ba em. Con chào bác. Đâu, chứ biết bác nào chưa chơi cho nghe dạ, ba. Dạ đây, chồng. Đây. Em nhìn là bác ngồi trước mặt con ạ. Bác cho con xin ý kiến đi. Bác có lên máu gì chưa bác? Con đấm bóp rất là giỏi. À, ba anh cao huyết áp em ơi. Bình tĩnh. Xin chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả và chào Châu. Tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều có miếng cả, có võ cả. Thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau. Một bên là Tây Kendo hay là bên kia thì là Aikido thì đại khái là cũng là bên tấn công bên thủ. Nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó cũng tế thôi. Có những cái thuận lợi nhưng mà cũng có những cái là bất cập đấy. Dạ vâng. Về hình thức rồi là về nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát. Dạ cháu cảm ơn bác. Đã có đai đẳng hai là đã thấy thế là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy. Dạ cảm ơn bác. Thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Thôi chào Sơn anh. Rồi tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống. Không ngồi xuống ấy, đàn em. Chị tin em là đen đà hai đẳng, nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bị xề quá, chị không tin. Yên tâm, em về em gò lại cho. Không, nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng ha, đen hai đẳng không? Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Đó, chưa, từ từ. Từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Trời ơi. Xả dao thôi nha. Rồi xong. Thôi rồi, thôi rồi. Ôi trời ơi. Đỡ gì mà chậm vậy? Người ta lên gối rồi lúc mới đỡ. Không, nếu mà là bạn nam thì khác chị. Bạn nam mà nó tấn rồi đó. Hồi nãy á, anh dễ lắm. Anh cứ gạt cái giỏ cái anh ôm em cá là em hết đánh. Chúng ta có 2 phút thôi. Nói sao cho nó tình cảm. Đừng có lấy giỏ ra quýnh lộn hoài nha. Bắt đầu. Anh học môn gì? Aikido em. Aikido anh hai đẳng hả? Anh dạy chưa? Anh đi dạy rồi. Hiện giờ anh còn đi dạy không? Còn em, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì công việc anh nhiều khi về trễ nên anh chỉ trợ giảng thôi. Mấy giờ anh đi làm về? Anh về thì anh làm hành chính, 5 giờ anh về. 24/6 anh làm 7 anh rảnh không? 24/6 rảnh. 24/6 đi tập võ với em. Ngày đó anh đi dạy rồi. Anh đi dạy Aikido hả? Aikido.
Ờ, vậy thôi dạy em luôn đi, em chưa biết học Aikido. Vậy em và anh hai đứa dạy nhau. Em đâu có dạy được gì, em chỉ dạy được Muay Thai Boxing thôi. Anh học cái gì? Taekwondo. Học Boxing đi. Học Boxing hả? Rồi. Ủa, được. Ủa, đây nói chuyện quấn võ hả? Tình yêu. Lần đầu thấy có cảm nhận gì không? Có gì trong danh mục cấm của em không? Có chút xíu nhưng em sẽ gò anh được. Bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym. Không, cái đó thì em quan nghĩ thưởng đi. Sao vậy? Tại vì anh nói chung là anh không phải là mẫu người 6 múi, anh thích gom múi 6 múi vô 1 mà. Tập thể thao là vì con người mình nó khỏe khoắn nhờ. Người ta nói chuyện tình yêu. Thì... Còn em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò? Dạ em bất thường lắm anh, đi xem phim thì em đau tim. Anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi? Em không coi phim ma đâu. Dân nhà võ mà sợ má. Dạ em sợ ma lắm. Nó dịu dàng vậy đó. Có yếu điểm. Em hả, em sợ nhất là cây kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Anh không thích cái gì ở con gái? Con gái lấn lướt anh quá. Tại vì dù cá tính như nào, hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó, nhưng mà vẫn phải dưới anh một bước. Mà anh dám anh hơn được không? Tại vì em rất là muốn người ta hơn em. Thì cố gắng thôi, tại vì... Không phải là cố gắng mà là nhất định phải được. Chắc chắn được. Cười rất là nữ tính luôn á. Cười đó. Anh có nhường nhịn em được không? Nhường nhưng anh mà có tùy chuyện. Anh có sẻ chia với em được hay không? Anh vẫn sẵn sàng sẻ chia. Anh có tha thứ được hay không? Hỏi đúng cho tao trả lời luôn đi bà. Bà hỏi thì bà phải để cho người ta trả lời nữa chứ. Sao bà hỏi hoài mà không cho tao trả lời? Chắc cắn lưỡi. Không được cắn lưỡi. Anh phải hơn em. Anh nhất định anh phải hơn em. Thì bà phải cho người ta nói người ta mới hơn được chứ. Dạ em xin lỗi chị. Bà nói không rồi, tao có nói gì đâu mà biết tao hay không hơn. Là đẹp. Hơn nhưng mà hơn là vấn đề gì? Tại vì nó rất là nhiều phạm trù. Tất cả các phương diện anh đều phải hơn em. Có thể. Anh không lên được, em sẽ nâng anh lên. Okay. Với lại anh thích phụ nữ ở nhà, lâu lâu nấu ăn. Ừ, nấu ăn thì em nấu vô tư lắm. Vậy nấu đồ nhậu được. Trời, đồ nhậu là em nhất. Nhưng mà em không nhậu đâu nha. Em bị bệnh tim, em không có nhậu. Uống được không? Độc giả bệnh tim căng quá vậy. Bệnh tim nãy này nói nhiều quá thật vẫn thở nổi. Dạ, tim thầm. Thật ra là em có bị bệnh, nhưng mà hơi chút thúc thôi. Thì nhìn vô là thấy em bị bệnh rồi, đâu có thấy là tiền bình thường. Đúng không chị? Hãy nói thật lòng mình, nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này? Dễ thương giống Doraemon. Cưng. Đại khái về làm bao cát cũng được. Ừ, đó. Cá tính thì anh thấy là như anh mong muốn rồi. Nhưng mà còn cái gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại. Đừng hãm em không thích hãm đâu. Thôi, hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút. Bấm là cưới. Chúng phải bấm là chơi. Năm sau đẻ luôn nha anh. Ok em. Vậy đi. Em xích con trai. Rồi trật tự. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm luôn đi. 1 2 3 Đó, thấy chưa, đó, thấy chưa. Đi đâu vậy, trật tự. Phải không? Không. Còn cái nào? Hai đứa này mà ra thằng cướp nào mà xui xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết luôn. Chết quá. Thôi chúc cho hai đứa hạnh phúc nha. Em là thể loại gái ngoan, là em rất là vâng lời mẹ. Ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa. Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em có điều biết nhận nhận mình xíu được rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ. Hiện em đang làm thiết kế nội thất ạ. Rồi, mời bạn. Mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ đông y có phòng khám chuẩn trị học cổ truyền. Và mình cũng buôn bán nông sản sạch. Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36? 36 tuổi, ồ. Tuổi nào cũng 26 chứ, trẻ măng mà. Có khai giang không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó. Nhờ uống thuốc thì mốt tròn mớ nha. Bên đây là một cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi. Ủa nói nghe nè, lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi là anh chịu không? Phong cách trẻ trung thì cũng đúng được. Rồi. Chứ phong cách này thì trẻ lắm mọi người. Ổn định sự nghiệp tốt thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu nào? Điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngoan, là em rất là vâng lời mẹ. Thể loại gái ngoan.
Tức lời mẹ là sao? Dạ, ra đường tức là phải cẩn thận với con trai rồi. Chà, chết rồi. Mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai. Dạ. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều, mấy người đã dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm. Mình cũng y học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền nếu vậy mình thích. Lý do sao mà ế tới đây dữ vậy bạn? À, chắc tại nói nhiều anh. À, chứ đi ngủ mới không nói thôi. Tháng suốt ngày nói suốt ngày nữa. Cũng đâu có sao đâu, đó là nghề nghiệp mà. Ủa bạn có mối tình nào chưa? À, có mối tình thì nhiều lắm chị Tuyền ơi. Nhưng mà 2/3 đó là hình như để ý tới chồng hết rồi. 1/3 còn lại thì cũng có để ý thương mình, mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu. Ừ. Từ đó buồn cái thất tình luôn, từ đó tới nay là khoảng năm mấy. Năm mấy rồi đó hả? Bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào? Bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không? À, xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em đều có biết nhường nhịn mình xíu được rồi. Sao em không nhường nhịn ta mà bắt ta nhường nhịn em? Nói gì chứ, em nói nhiều quá. Bây giờ là kêu em nhường nhịn ta sao được, không biết chắc dễ ế đâu. Muốn ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn? Cao trên 1m6 là được. Rồi có luôn, bao hàng bạn luôn. Da trắng tóc dài nha. Rồi trắng hơn mung chút. Rồi hôm nay Linh mẹ có dặn dò là đi tìm con rể tương lai như thế nào không? Mẹ em cũng có dặn là tìm người phù hợp, phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ. Cái đó được, còn gì nữa? Ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc, nhậu nhẹt hay là nóng tính gia trưởng ạ. À, bạn nữ mới nói yên tâm, mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó. Tại thầy thuốc mà. Gia trưởng có không? Gia trưởng thì em cũng không biết, là chưa kiểm tra chưa biết. Em là quê ở đâu? Quê Tây Ninh anh. Tây Ninh này, chắc không gia trưởng đâu. Rồi yên tâm. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì em thích ca sĩ Hồ Trung Dũng. Sáng sủa. Sáng sủa đây. Sáng sủa. Trời, ba mấy tuổi đây hả? Trẻ dữ vậy ta. Nhìn không nghĩ ba mấy đâu ha. Ủa sao mình đang tù lùi mà mình thích trắng như vậy? Vậy cho nó cân bằng cái chưa? Cân bằng gì? Giờ đen đen trắng trắng, khi mà hơi phối hợp với nhau thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị. À, mình có tật xấu gì không bạn? Tật xấu của em là nói nhiều quá. Rồi tới hồi có bạn gái rồi thì dành nói hết, không cho ta nói gì trơn, phải lắng nghe mới thấu hiểu được dạ, chứ. Dạ, đâu đó cũng phải nghe chứ, nói gì nói phải có người kèm em lại. Tính là chừng nào lấy vợ đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ, nếu được thì năm sau. Có lấy vợ ở đâu? Chắc nếu ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được là sao? Thì bên nhà vợ hay là bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được. Nói chung nhà mình thì đầu tiên hơn. Có nhà chưa? Thì xây thì cái chuyện nhỏ mà. Có đất rồi hả? Có đất rồi. À thì đó, nói rõ vậy đi. Thì hay coi kỹ. Coi kỹ lắm. Mấy bạn có nhà vậy cho mà lấy, không có nhà không có lấy. Đúng rồi. Ủa sao bận đồ tây mà mang đôi giày thể thao? Dạ em cũng của em giày tây lên mà có điều thôi, giày tây bó buộc chịu không nổi. Em thích phóng khoáng thoải mái hơn vậy. Sao mang dép? Sao thắt cà vạt luôn đi? Cũng có đem theo luôn á chị. Vậy á hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn chị. À, đúng rồi. Dạ. Rồi, đúng rồi. Ăn mặc sao thoải mái được rồi. Quan trọng là mình đối nhân xử thế thế nào, đâu phải quần áo đâu đúng không? Rồi, để anh coi bên đàn gái sao nha. Trời ơi, bên gái ngon lành. Dạ, em chào anh em. Quá dễ thương luôn. Nhà mẹ là không có cho đi chơi hả? Dạ, bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi á? Mẹ muốn có con rể rồi đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh lấy về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ, nhà em cũng làm về y ạ. À, ủa gì hả? Dạ, mẹ em là bác sĩ ạ. Ờ, tây y? Dạ. Bên đây đông y, tây đông y kết hợp. Ồ, hay quá. Dạ. Được, anh lại nói ba sáu chứ nãy anh không tin nên mà sợ khai gian, bởi anh còn trẻ lắm. Ha, người lớn tuổi người ta chững chạc lắm. Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Mày nói anh nói bớt bớt lại chút được không? Được. Trời ơi, gặp người này thì khỏi nói luôn. Vậy đi chứ. Thấy... nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao? Được lắm hả? Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ, có em trai của em và bạn của em ạ. Rồi. Chị chào anh Quân Linh ạ. Chào em. Anh đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh có bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. So với tuổi 36 của anh thì trông anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Theo nhận xét của em thì anh cũng tương đối là ok. Được. Hôm nay mình đi có người thân đi theo không bạn? Có mẹ và hai thím, thím 4 và thím 6. Chào bác. Chào các bác. Chào chú Hoàng Linh. Dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Bác thấy cô gái này như thế nào vậy bác? Nó toàn dạng hết, cái gì cũng được. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nói chung là ngoại hình cái gì cũng được. Dễ thương. Dạ.
Nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không, hay là bác thích về làm dâu bác hơn? Không, thì tùy ha, chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều. Nếu mà con nó thích thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng. Giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi. Chia hết rồi. Rồi. Bác thấy cặp này nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được bác? Con nó dằn xếp sao được cái gì mình chịu theo nó thì thôi. Ta nói rồi, đất cát chi hết rồi. Rồi, dạ, cảm ơn bác. Rồi, hỏi ý kiến hai gì coi sao? À, tôi là thím mà và nhận xét thấy thôi tạm thời kêu cháu dâu đi. Dạ. Dễ thương. Dễ thương lắm. Thì rất xứng với cháu của tôi á. Dạ. Thím kế bên chịu không thím? Chịu luôn. Vậy thôi. Rồi vậy thôi á thím, cảm ơn. Em nói một câu gì đó với bác gái đi. Dạ con cũng hy vọng nếu mà có duyên thì sẽ được kết tình thông gia. Trời. Rồi, ổn rồi, cảm ơn bác. Thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó. Bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha. Rồi kéo màn lên. Rồi. Chúc thành công. Hạnh phúc có thấy đôi dài xa dễ sợ không? Giấu đôi dài vô. Trời. Em không thằng anh à. Xin lỗi em nha. Ta Phú Yên vô ta có quà luôn chưa? Tại vì thời gian nó không có kịp để chuẩn bị, cho nên để bù cái dịp sang chiều khác sau ha. Dạ, không sao ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Chỉ được thôi hả? Dạ. Dạ, cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ? À, có chứ. Em rất là sợ chó. Ồ trời, không sao đâu, chó nhà anh hiền lắm. Chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó. Bây giờ bắt thử rồi. Bây giờ ba qua, em có cái quà đó qua bên đi. Bây giờ bắt mạch thử coi cô gái sao. Đoán nhịp tim coi sao. Tim rồi là biết hết mà. Không mà sao bắt vô là bắt vô là thử coi sao. Là điểm nhịp tim không được có gì. Bậy. Tay trái. Ủa sao phải tay trái em? À thường thường á là bắt mạch vô cái bộ mạch đó bên đây rất là thốn hoàn xích mà nó bắt tay trái. Mạch. Trời ơi, điềm tĩnh dễ sợ luôn, mạch bình thường. Bởi vì con nói được thôi đó. Rồi cứ bắt đi bạn, bình tĩnh bắt coi người ta có bệnh gì không. Sao? Nó thật sự là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Mày dạ. Khỏi bắt tập đoán. Rất là nữa. Khỏe chị. Không, lại nhìn qua cái sắc diện, qua làn da là em đã đoán được rồi. Đoán như thế nào ạ? À thường thường thì đó là cái da cái tóc là gốc con người. Thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là với lại qua có bộ mạch của anh mà bắt thì thấy rất là ổn. Dạ. Thôi bây giờ nói cho bạn gái nè, thế bạn cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ bạn gái thì rất là dễ thương anh. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Nói chung là chuẩn cái size của em. Trời, có size luôn hả? Size này size gì vậy? Là quá tuyệt vời rồi. Rồi, cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào? Dạ, em thấy thì anh cũng hiền nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à. Cái đó chắc phải chờ những người nào đó chăm sóc cho mình. Chưa có phụ nữ chăm sóc vậy thôi. Nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm, bạn nữ có ngại không? Dạ, em nghĩ có thể là sẽ bù đắp vào cái phần mà em đang thiếu. Đúng rồi. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì em làm ở đâu, quận mấy? Xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở Bình Thạnh à. Thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh, cũng ghé Bình Thạnh thường xuyên. Hiện tại thì anh đang làm ở đâu ạ? À? Hiện tại thì anh làm ở nhà phòng mạch. Phòng mạch đã nằm trong nhà mình luôn hả? Dạ. Mình là thầy chính luôn hả? Dạ. Trời ơi trẻ dữ vậy. Tính tới chuyện kết hôn luôn đi. Rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con? Để anh tính. Dạ. Anh bắt mặt hút thuốc á cho nó bồi dưỡng sanh con cho nó tô ok mà. Thì em thích hai con. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, đúng theo ngành y. Dạ. Anh cho em hỏi là nếu giả sử như mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó. Thì anh ủng hộ công việc của em trước. Cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân. Mở phần mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn. Cái đó em phải thông cảm cho em, cho anh chút xíu cho đó. Cô hiểu mà, nhà của bác sĩ mà. Em yên tâm đi, chồng mà lớn hơn mười mấy tuổi cưng vợ dữ lắm, lo hết á, sướng lắm. Ừ bây giờ bắt mặt lại nè, nãy giờ là chưa, nãy vô chưa đập, bây giờ bắt mạch lại thử đập chưa. Bắt mạch lại thử, thử đi. Đó, thử có đập lại đập chưa. Còn chưa đập bó tay luôn. Rồi kiểu này chắc mình về Phú Yên rồi, có tăng tốc xíu xíu.
hết thời gian. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, đúc kết lại, xem tim mình có đập thật sự hay không. Hãy làm đúng với trái tim của suy mình nghĩ các thật bạn kỹ nha. 1 2 3 hết thời gian. Rất tiếc là em gái không bấm nút. Thật sự là cũng như chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh. Và nhưng mà tức là em vẫn chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè. À, không sao cả, rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Chưa chắc không bóng ở đây mà trong cuộc sống mình không bóng đâu. Biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bóng với nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. À, chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình đâu đó trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1, truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2, điền đầy đủ thông tin vào các ô, điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán. Tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Em thì em muốn tìm người con gái hiền một chút, dễ thương một chút. Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Nhịp đập của trái tim mà đôi lúc mà lý trí cũng không thể điều khiển được con tim đâu thưa quý vị. Hai chiếc vé xem phim này á sẽ để cho cặp thứ hai. Cặp thứ hai biết đâu được. Còn nếu cặp thứ hai mà không nhận nữa thì tôi và cặp thứ ba. Cặp thứ ba. Thứ ba. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta giới thiệu về mình. Em tên là Thắng, thì hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Biên Hòa. Quê em thì ở Nghệ An. Bạn làm nghề gì bạn Thắng? Dạ, em đang làm ở nhân viên vận hành máy, sản xuất về hộp số xe hơi. Năm nay 31 tuổi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Ngọc Hằng, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai, hiện tại em 26 tuổi. Và em đang làm nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty Hàn Quốc. Ồ, vậy thì gần nhà nhau rồi. Em từ Nghệ An vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào cũng khá lâu rồi vì em sống tự lập thì em vào đây từ năm 2004 bây giờ. Cũng rất là lâu rồi đúng không? Vâng. Chưa tìm được mối tình nào à? Trước đây thì em cũng có yêu một người. Nhưng vì cũng cái lúc đó thì có lẽ là do cái suy nghĩ của mình cũng chưa có cái gì đó chín chắn lắm. 31 tuổi rồi, vậy thì cái thời điểm này là thời điểm lập gia đình rồi đấy. Bà muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút, dễ thương một chút. Một chút thôi hả? Vâng. Cái tương lai á, em có khát vọng gì không? Cái khát vọng của em vẫn muốn kiếm được nhiều tiền, giúp đỡ những người khác, đặc biệt như vừa rồi. Thì ở quê em, nó có những cái điều đó là cái thiên tai nó xảy ra. Bạn rất xúc động khi nói về quê hương của bạn. Em ở Tân Kỳ. Tân Kỳ. Vâng. Rồi tôi vừa mới Tân Kỳ km số 0 đúng không? Vâng. Là cột mốc số 0. Cột mốc số 0. Ở đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh. Vâng. Nơi đó bà con cũng đang gặp rất nhiều khó khăn nên khi mà bạn nói điều đó thì tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt. Rồi bạn gái bên kia, bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Mình biết ca hát hay là mình có tài lẻ gì không bạn? Em cũng hay hát nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Ca hát thể loại nào mà bạn thấy tốt nhất? Rồi, một tràng pháo tay cho bên đàn trai. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mặt em u sầu là cả môn trời thơ.
Hay đấy. Giọng hát này là có giọng hát đấy. Giọng hát hay đấy. Hát nữa. Ấm áp. Ấm áp. Truyền cảm. Truyền cảm đúng rồi. Mình không thích điều gì ở người bạn trai? Em không thích con trai quá độc tôn, không thích con trai hút thuốc và cũng không thích con trai có quan hệ trước hôn nhân. Cái điều này quan trọng. Anh chào chị. Chào em quen với bạn gái em có đòi hỏi trước hôn nhân không? Không chị. Và em là một người đàn ông, em cũng đồng với quan điểm là mình không nên có quan hệ trước hôn nhân. Cái đó nó sẽ thiệt thòi cho phụ nữ rất là nhiều. Bạn có tật xấu gì không? Em hay khủng bố người ta, những cái bạn nhạc rock kinh điển. Cái gì? Nổi hứng lên bạn cái đàn ai cái em hồn hát. Rồi bây giờ nó có để chút khủng bố bạn gái kia tạo ấn tượng. Bạn gái kia chắc thích nhạc rock lắm. Bạn có hút thuốc không? Thỉnh thoảng em có hút. Phụ nữ người ta không thích những cái đó mình bớt đi. Rồi em bỏ được mà chị. Đâu ra đứng lên coi tướng tá coi, cao ráo không? Thấp chị. Thấp hả? Có khỏe không? Em rất là khỏe. Trước đây em là một võ sinh. Ghê vậy? Thủ dài thế võ thôi. Đúng rồi. Coi. Lâu rồi chị em cũng nghỉ khá lâu vì em phải thử một vài đường coi sao chứ. Giờ một mà... mình mua võ, hai là hết đất, chọn cái nào? Em thấy đất thì mua võ mà quần áo này không mua được. Rồi vậy hết đất đi. Mấy cái chị? Em hết sức của em là mấy cái? 5 cái. 5 cái mà tôi gả vợ cho ông hả? Ông nghĩ sao vậy? Theo anh Quỳnh Linh thì bao nhiêu cái? Trên đây là 20 cái đổ lên không mới được vợ. Lên đó. Để em thử. Thử đi. Không được không gả gì. Không được không gả. Thế thôi. Tưởng gì khó lắm. 1 2 3. Hít chi sâu dữ vậy? 4 5 6 7. Này chất lượng quá ha. 8. Mấy ông kia hít ăn gian không à? 9 10. Cái chân cắm xuống đó luôn á. 11 12 13 14 15 16 17 18. Nhẹ nhàng quá ha. 19 20. Rồi khỏe khỏe à. Rồi khỏe khỏe. Được. Chất lượng. Hay đấy. Hết đất chất lượng nha. Bọt lực nhiều lắm nha. Đúng rồi. Chứ không phải mềm mờ hết nửa lên đâu. Xong đâu. Mặt giữ. Không đỏ không miếng sắc ha. Đưa rồi. Nhịp tim coi. Nãy mới học cái vụ bắt mạch nè. Chứ làm sao. Rồi ngưng đập. Bắt lộn. Bắt tim bắt bên này chứ. Thấy chưa, dở ẹt mất mạch mà cũng mất sai nữa. Để anh qua coi đàn gái, anh thử đàn gái hết đất bằng đàn tay không nha. Hết đất không em? 20 cái sắc rạc như đất luôn em. Nói chung thế này nè, anh thấy anh này sống rất có trách nhiệm. Khi nhắc về quê hương anh ấy, chút xíu thôi, nước mắt lưng tròng liền. Đây là những con người sống bằng cái tình cảm. Em hiểu không? Mà những người nào sống bằng cảm xúc, bằng tình cảm là những người tốt. Theo kinh nghiệm của anh là như vậy. Vấn đề để tìm hiểu nhau thôi. Anh thấy ổn đó. Cô bên đây là cũng thấy hợp với em đó em. Hôm nay mình đi có nàng gái mình có ai đi theo ủng hộ không em? Dạ hôm nay chỉ có mình mẹ em đi thôi. Ồ có mẹ là quá tốt rồi. Dạ chào cô. Cô nôn gả con gái chưa cô? Dạ. Chừng nào mình gả đi được hả cô? Dạ thì cháu tìm hiểu mà thấy được thì tôi cũng gả. Dạ cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể như thế nào không cô? Đây thì bây giờ là tùy cháu thôi. Cô thấy anh này hợp lý không cô? Dạ, thấy thì cũng được. Nói gì vậy, tôi bác. Chào cô. Con thì hiện tại con đang làm ở bên khu nghiệp Avatar. Ở đây thì con chỉ là ở trọ thôi, vì con sống tự lập thì cũng khó khăn. Thì con hy vọng rằng là sau này con sẽ được gặp bác và nói chuyện với bác nhiều hơn. Con rể này được hả bác? Con gái đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Dạ. Trời ơi, mẹ dễ được, quá mẹ trời của đất hả? Ta đi với ai bạn trai? Em đi có với một người bạn đang ngồi đây và đang đi làm mà vội vàng chạy đến đây. Mặc đồ đi làm luôn ha. Thôi chào bạn. Bạn nhìn thấy cô gái này như thế nào? Có hợp với bạn của mình không? Dạ. Bạn gái này rất là xinh. Thấy là hai bạn cũng khá là hợp nhau đấy. Rồi, vậy là ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta cho hai bạn gặp nhau để coi như thế nào. Trò chuyện nha bạn nha. Em đồng ý là mẹ đồng ý luôn đó. Cố gắng thuyết phục cô gái ấy. Chào em. Dạ chào anh, em có muốn quà. Anh có quà tặng em. Dạ. Anh con à. Em có gì cần hỏi anh không? Nếu mà trong cuộc sống anh có thể chia sẻ hết mọi thứ với người bạn đời của mình hay không? Một người làm một việc có thể khó, nhưng hai người làm một việc chắc chắn nó sẽ dễ hơn. Anh cũng muốn tương lai mình sẽ tìm cho một người để mình chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái quyết định của mình. Anh có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người vợ tương lai của anh hay không? Có chứ, người ta nói là đàn ông thường họ không thích làm việc nhà và họ thích làm việc lớn.
Nhưng theo anh thì muốn làm được việc lớn thì phải làm được việc nhỏ. Anh có suy nghĩ về việc ở rể không? Câu đó hay đó. Cô gái thì rất là thẳng thắn. Thực ra thì em không muốn là người con trai ở rể. Tuy nhiên do nhà em là giờ có một mình em thôi, mà họ hàng em ở ngoài Bắc hết, nên nhiều khi có việc cần hay gì đó thì lại không có ai lo lắng cho hết. Anh nghĩ thì cái chuyện đó nó không có quan trọng lắm. Quan trọng là mình ở đâu và phát triển được chính cái bản thân của mình, làm việc và cũng chăm sóc những người thân của mình. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn, kể cả những bậc người con. Chăm sóc bố mẹ, đó là một nghĩa vụ. Rồi, bây giờ nếu như hẹn hò thì sao nhỉ? Anh cũng hứa sẽ đưa em đi những nhà hàng sang trọng, mua cho em những món đồ xa xỉ, nhưng anh hứa sẽ đưa em đi cà phê và những dịp cuối tuần. Đưa đi em những cái nhà hàng nhỏ đi ăn, đi uống gì đó và sẵn sàng chia sẻ với em trong cuộc sống. Dạ. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội được ai đó chở đi chơi vào những dịp cuối tuần, không phải lẻ loi một mình. Cũng được đi xem phim, cũng được đi ăn, cùng nhau trải nghiệm những điều trong cuộc sống. Và vậy thì cuối tuần này anh sẽ chở em lên Lotte xem phim nhé. Dạ. Rồi. Hồi nãy còn bài rock. Bài rock. Hát một đoạn rock. Bài rock. Nhìn thẳng bạn gái nha. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ngồi xuống đi. Rất là lãng mạn quá. Lãng mạn không? Gương mặt phu thê không? Đẹp đôi không? Dễ thương không? Dạ. Dạ, rồi. Rồi. Sau khi có bài hát rock tỏ tình, chúng ta sẽ đến tới thời khắc quan trọng nhất. Đó là thời khắc chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Hãy làm theo trái tim của mình. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đẹp đôi lắm. Xin phép mẹ đi. Con muốn xin phép bác sẽ cho con được chở em đi chơi vào những dịp cuối tuần. Đồng ý rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí, trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.